giờ chiều nay, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ. Tại buổi họp báo, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin nhanh về kết quả điều tra các vụ án trọng điểm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán. Thông tin về các vụ án, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho rằng, Bộ Công an luôn là đơn vị chủ động trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Bộ Công an luôn thực hiện theo chủ trương là một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, rõ đến đâu làm tới đó, triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước và nhân dân. Qua quá trình theo dõi thì ví dụ như là chúng tôi làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng, ví dụ như là cái thao túng thị trường chứng khoán thì là FLC, thao túng trái phiếu thì là vụ Tân Hoàng Minh, thao túng ngân hàng thì vụ SCB. Thao túng gọi là thao túng chính sách là cái vụ đăng kiểm, có thể tạm gọi như thế. Hay là cái vụ xăng dầu là Việt Oil vừa qua, xuyên Việt Oil vừa qua. Hay là đến tài nguyên khoáng sản thì là vụ ở An Giang hay là vụ ở Lâm Đồng. Thì như vậy là rõ ràng là qua các cái vụ này thì nó những cái người nào mà có ý đồ tiếp tục thao túng thì rõ ràng là cơ bản là bị ngăn chặn hoặc là chùn bước. Về việc đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, Bộ Công an đã thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm từ ngày 15 tháng 12. Sau 15 ngày triển khai, tội phạm về hình sự đã giảm trên 8% so với 15 ngày trước cao điểm. Tấn công tội phạm đạt được kết quả rõ rệt, điều tra khám phá trên 1.500 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt xử lý trên 3.500 đối tượng.